nhé tao với chung mà quay cái lồ gì nó quay này, cầm đi cầm tới tới ông vừa coi vừa coi mà đúng nó rõ hơn mép bên đây nè bên đây xuống nè đưa rồi cho anh tính như nè em thấy còn gì nữa đưa sâu sâu xuống luôn sâu xuống cái mép á chứ không phải sâu đó đây không ừ bên đó nó dư má cái gồng nào nó nuôi không dư con nè ngồi bự dữ hết mồi bự mồi gì chơi nó lủi vô kiến nó múa tối ngày đó làm gì mà không dư được cái này giống như cái gót chân nó bị chai thôi không cạt gì bữa nhớ bữa đâu gặp con rồng đụng má anh cái cắt đổi tay lại quay cái đầu lại cắt rất rồi đưa chứ hả không phải nó đưa ngang cắt ngang cái bập y như cái khúc ở trên mình cắn cái một vậy nha ở mập gâu ra nhóc trên trời đã thiệt chứ con của ngoái gì đây bởi con đó giờ mà biết nó cắt ấy rồi mà nói nó không nghe biết nó cắt ẩu nó không dỗ lại rồi nó ra gâu thêm đụ mẹ cái gồng mà nghe hai ba gâu ngay chỗ cái góc ra là bà hiểu rồi bên đây miếng nữa này chung ha thấy cái lằn trắng nó đi xuống hơi 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 hẹp không thôi bấm ngưng đi thằng ấy nó nói từ từ vuốt từ từ chút từ từ nặng này nhẹ 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 giống như massage đúng rồi cha cha nói đừng có bật cầm gấp khỏe khỏe mà gấp nó gãy má nó chân nhớ sao mới bẻ được trời từ từ hôm nãy từ từ nhẹ nhẹ thôi quýu đúng rồi hay quá xịa xịt câu đắng hay quá má nó thật... lên tên nè nó đau kìa thêm miếng ấy nữa đi nghệ thực là đây 2.700 nha chị lỡ rồi giờ chị ở đâu bên kia đi 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 bên đây bên kia miếng đi rồi qua đây lại bên nào hết bên đi lấy thằng canh nữa chưa có không chặt gì đâu y như nhau gì cái này hơn chút xíu gì má nước nhiều quá đánh mê làm như nó không áp phê ngoài trời mưa thôi rơi trong nhà đang cắt cá mà hai bẻ này gãy ha bạn ra mà không sao cái đó ra thì cái đuôi nó sợ má là thiệt tình vô 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 rồi đi rồi cắt mắt đi mắt cái lắm rồi chưa nó có chưa
đừng bóp này, đừng bóp. Giúp chỗ đó mình cắt hai nang nữa không? Ngon, khỏi, để ra chứ nè. Nói liền đó. Nói liền nó hết rồi nè. Đừng cầm cái chỗ này đó, cầm ra ngoài đó. Gặp cái đuôi đi. Gung không chung? Đậu quá thôi, đâu phải ca. Tỉnh rồi. Chút xíu tỉnh, con này chắc phải 4-5 ngày nữa em. Thấy nó có giữ thăng bằng là buông ha. Ừ. Thấy nó giữ thăng bằng được buông ha. Buông ra được, đừng cho nó, đừng gồng đó, để cho nó buông, để cho nó lấy thăng bằng. Ai tấm tấm nghe mắt nó có mấy mở lòi ra kìa, lụm ra. Mở nhóc. Rồi hết rồi. Đẹp lắm. Mắt sát ở đâu? Cắt cái cục đó thấy vô mắt nó sát, móc cục nổi luôn. Nó quẩy cứ buông nhẹ ra cho nó lấy hình bằng, tại cái đuôi nó mới cắt nó không có lấy hình bằng chứ. Rồi đó buông ra cái ai? Buông ra cho loại đi. Chỗ biết mà nè. Đây, tay em bước lên lấy ai. Đúng rắn, đúng rắn. Má, à, mà. Không sao, gãy cái hai người không sao. Gãy cái má, cái thứ hai ở đây mẹ nhăn á. Ừ, gãy cái góc. Quá đẹp. Cậu có đăng Facebook? Facebook tao thấy.